nắng đã có mũ, mưa đã có ô, giờ đây lạnh đã có máy sưởi dầu Fougere. Máy sưởi dầu Fougere là một trong những thiết bị sưởi ấm đến từ thương hiệu Fougere nổi tiếng, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhật Bản, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn trong mùa đông năm nay. Bạn sẽ chống chọi ra sao với cái lạnh của mùa đông miền Bắc khi mà những đợt không khí lạnh tràn về, mỗi buổi sáng thức dậy sẽ không muốn chui ra khỏi chăn vì không khí xung quanh quá lạnh. Sức khỏe của người già và trẻ nhỏ cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Thế nhưng giờ đây với máy sưởi dầu Fougere, mọi nỗi lo về cái lạnh của mùa đông sẽ đều tan biến. Máy sưởi dầu Fougere tiện lợi và an toàn, làm nóng an toàn giúp tiết kiệm 50% điện năng so với các loại quạt và máy sưởi khác. Tốc độ làm nóng nhanh, không phát sáng giúp dễ ngủ. Máy có nhiều chế độ cài đặt tiện ích, dễ dàng tăng giảm nhiệt độ và hẹn giờ thời gian tắt theo ý muốn bằng bảng điều khiển điện tử dùng đèn LED. Cơ chế làm ấm từ từ, vì vậy cơ thể bạn sẽ có thời gian thích nghi dần với nhiệt độ trong phòng. Căn phòng sẽ từ từ ấm lên và hơi ấm sẽ được lưu giữ lâu dài. Bộ phận điều chỉnh và cân đối nhiệt của máy đảm bảo độ nóng vừa phải, đều đặn, rất thích hợp cho các bà mẹ và em bé mới sinh. Đặc biệt, máy có chức năng đảm bảo an toàn bằng một công tắc an toàn sẽ tự động tắt nguồn khi máy bị rơi hoặc nghiêng, như vậy sẽ tránh được tai nạn, máy sẽ hoạt động trở lại khi được dựng chắc chắn. Chắc hẳn là quý vị và các bạn đang nghĩ rằng máy sưởi dầu thì sẽ dùng dầu làm nguyên liệu. Thế nhưng thực chất là máy sưởi dầu Fougere là máy sưởi điện và dầu đã được tích hợp sẵn trong máy. Chỉ cần với một thao tác là cắm máy với nguồn điện là máy sẽ hoạt động ngay lập tức. Máy sưởi dầu Fougere thiết kế sang trọng hiện đại phù hợp với mọi không gian, phòng khách, phòng ngủ và phòng làm việc. Mùa đông, quần áo lâu khô và có mùi khó chịu, bạn cũng có thể sử dụng máy sưởi dầu Fougere để sấy khô một số quần áo nhỏ như khăn, tất. Giờ đây, bạn đã có thể thoải mái lựa chọn loại máy sưởi 9 thanh, 11 thanh hoặc máy sưởi 13 thanh, tùy thuộc vào diện tích căn phòng nhà bạn. Máy sưởi dầu Fougere OFL4411 với 11 tấm phát nhiệt giúp làm ấm nhanh chóng ngay khi bật máy lên, phạm vi phát nhiệt rộng, có giá chỉ 2.190.000 đồng. Máy sưởi dầu Fougere OFL4413 có tới 13 tấm phát nhiệt với 3 mức công suất thấp vừa cao với dải điều chỉnh nhiệt độ rộng, tự động tắt bật điện khi đủ nhiệt độ giúp tiết kiệm điện năng, có giá chỉ 2.490.000 đồng. Máy sưởi dầu Fougere OFL4709 có 9 tấm phát nhiệt, sưởi ấm cực nhanh, chức năng bảo vệ quá nhiệt, an toàn khi sử dụng, có giá chỉ 1.990.000 đồng. Máy sưởi dầu Fougere OFL4511 có tới 11 tấm phát nhiệt, sưởi ấm cực nhanh, máy sưởi có 3 mức công suất hoạt động tương ứng với 3 chỉ số trên núm điều khiển cơ, cho phép người dùng dễ dàng lựa chọn phù hợp với nền nhiệt cũng như diện tích phòng, phù hợp sử dụng cho người già và trẻ nhỏ. Máy có vỏ bọc chống nóng bên ngoài nên rất an toàn với trẻ em. Có giá 2.090.000 đồng. Với những tính năng tiện ích mà máy sưởi dầu Fougere mang lại, hãy nhanh tay liên hệ ngay với đại lý của chúng tôi để sở hữu sản phẩm này ngay hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!